Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay Trang sẽ có chương trình, đó chính là Q&A. Hôm nay sẽ là số 27 anh em ạ. Chương trình Q&A là chương trình trả lời tất cả các câu hỏi của anh em về các vấn đề về máy tính, về laptop, về PC, về CPU, về mainboard, về tất cả mọi thứ anh em ạ. Và sẽ được phát sóng vào tối thứ 7, 7 giờ hàng tuần. Và sẽ có tổng cộng là 7 câu hỏi anh em nhé. Hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi, là của bạn Thích Loli. Ok bạn ơi, bạn ấy hỏi là dùng cái Nvidia nhưng mà màn hỗ trợ FreeSync thì có ảnh hưởng gì không? Thì câu trả lời của mình nhá, dù là FreeSync hay là G-Sync thì nó đều hỗ trợ, tức là đều sử dụng cái công nghệ đó chính là Adaptive Sync của màn hình. Theo như mình biết là nó bắt đầu bằng DisplayPort ấy. Thì thế nên là dù màn hình có hỗ trợ FreeSync, tức là màn hình của các bạn cũng sẽ hỗ trợ G-Sync, nhưng chỉ là G-Sync Compatible thôi nhá. Đấy là cái name của Nvidia dành cho những chiếc màn hình có hỗ trợ Adaptive Sync, thì nó là G-Sync Compatible. Vậy nên là nếu mà bạn muốn ấy, thì bạn hãy bật FreeSync cho màn hình của bạn lên, rồi vào trong setting Nvidia Control Panel để bật cái G-Sync Compatible lên nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ hai của bạn TP Lee. Bạn đã hỏi là Dell 3552 nâng cấp lên được không? Nâng cấp lên i3 à? Theo như mình biết là con Dell 3552 này là một con Dell laptop đúng không? Thì làm sao nó nâng cấp được nhỉ? Nói chung là cái máy tính của bạn, đây là một chiếc laptop nhá. Thế nên là đa số những chiếc laptop đều không nâng cấp được lên CPU đâu, mà nó chỉ có thể nâng cấp được cùng lắm là RAM, hay là bây giờ thì hiện tại chắc chỉ cùng lắm là ổ cứng thôi, chứ không nâng cấp lên thêm gì nữa được. Chỉ có một vài những mẫu laptop của Alienware các thứ kiểu thì nó mới thể xay CPU được đấy, những con đấy mới thay được CPU, còn không thì chịu anh em ạ. Con này chắc chắn là không nâng cấp được đâu nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ ba là bên Hacom hỗ trợ nâng cấp BIOS không? Bạn đang sợ về vấn đề hỏng mà. Thì bên chúng mình sẽ hỗ trợ nâng cấp BIOS cho các bạn nhá. Thì bạn chỉ cần bảo trước là ví dụ như là anh ơi, anh có thể hỗ trợ em nâng cấp lên BIOS được không? Thì các anh em sẽ hỗ trợ anh em hết mức. Mình không biết là vào thời điểm đó thì sẽ có ví dụ như là chip 3000 hay chip gì không, hoặc là bạn có thể đem cái chip của bạn có sẵn để các anh em có thể nâng cấp hộ. Còn nếu không thì bạn có thể nâng cấp rất là dễ dàng ở nhà. Bạn chỉ có thể gọi là cắm USB vào phát rồi up BIOS lên thôi. Rất là đơn giản và dễ dàng, không cần phải lo lắng gì hết. Chỉ cần đảm bảo rằng là mọi thứ có đầy đủ điện và không bị kiểu một phát đang nâng cấp với bảy điện nhá. Nếu không thế là coi như là khả năng cao bay màu bay hốt lắm đấy. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư của bạn Lê Trọng Phúc. Bạn đã hỏi là về so sánh giữa con màn này với cả con 27GP850. Thì nếu mà về trải nghiệm cá nhân của mình và theo những gì mà mình đã test, thì mình có thể thấy rằng là chiếc GP850 ấy, nó là một chiếc màn hình xịn hơn nhưng mà không quá là nhiều anh em ạ, tức là nó chỉ đẹp hơn một chút thôi, không nhiều lắm. Thì và đảm bảo rằng nếu mà anh em nhìn trong mắt thường ấy, thì khó mà nhận ra đấy. Mà đặc biệt anh em chỉ có thể nhận thấy được sự khác biệt khi mà nhìn cả hai màn với nhau thôi. Còn nếu mà bạn nhìn một màn riêng ấy, thì cái sự khác biệt hoàn toàn là không thấy đâu, và bạn sẽ hài lòng với cả hai chiếc màn hình này nếu mà bạn mua về để sử dụng nhá. Kể cả là chơi game hay làm việc, nói thật là cái màn ấy nó đều dựa vào cái sự so sánh hết. Khi mà anh em sử dụng màn thì anh em chỉ, ví dụ như anh em chỉ nhìn vào một cái màn thôi ấy, thì anh em thấy nó khá là đẹp, nhưng mà anh em sẽ chỉ thấy nó xấu khi mà so sánh với một màn khác thôi. Chứ nói thật là anh em, mình biết rằng đa số anh em sẽ đều hài lòng với những gì mà mình đang sử dụng. Rồi, tiếp theo nào, của bạn Baby Lee cho bạn hỏi là giá nguyên bộ bộ VNM. Thì nếu mà nói về bộ VNM ấy, thì chúng mình đang chỉ có hiện tại được chính là các bàn đạp này với cả các shifter thôi, chứ mình chưa có nguyên bộ full bộ VNM, ví dụ như là vô lăng hay là cái bộ rung lắc đâu. Những cái sản phẩm của VNM ấy thì đã có sẵn ở trên website của Hacom rồi anh em nhá. Cứ search chữ VNM là kiểu gì cũng sẽ ra thôi, sẽ ra những cái bàn đạp, combo bàn đạp này bao gồm phanh này, ga này với cả côn này, hoặc là chỉ có phanh hoặc ga thôi, hoặc là anh em có thể mua cái shifter cần số các thứ kiểu. Thì mức giá của nó thì cũng khá là cao so với cả G29, bởi vì đơn giản là đây là những sản phẩm cực kỳ là chất lượng do người Việt Nam chúng ta làm, nên là anh em có thể tham khảo và mua nhá. Rồi, và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 6, bạn bảo là ui, bạn Sincerion có một con cạc màn hình nóng kinh khủng khiếp. Nếu mà bạn đang chơi Naraka mà ở mức lâu mà nhiệt độ 90 độ ấy, thì chứng tỏ là cạc của bạn đang có vấn đề rồi nhá. Mình thực sự không biết là cạc của bạn là cạc gì, nên là mình thực sự khá là quan ngại về cái con cạc của bạn đấy. Bạn hãy check xem là thực sự là 90 độ là từ do đâu, là hotspot hay là do là đấy là cái đai chung. Để rồi bạn tiếp theo bạn check airflow của cạc, rồi tiếp theo bạn có thể, nếu mà là cạc cũ ấy, thì bạn có thể nhờ ai đó hoặc là tự mình tháo cạc ra và tra keo thả nhiệt lại nhá. Chứ 90 độ là một cái thứ khá là căng đấy anh em ạ, khá là căng đấy. Chứ cạc bình thường mà nóng nóng ấy thì cũng chỉ tầm 80 độ thôi, chứ 90 độ thì chắc phải là trên laptop mới bị như thế. Còn 90 độ đúng là
hơi có vấn đề đấy các bạn ạ, bạn nhớ check nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi cuối cùng, đó chính là của bạn Vũ Tùng, nói về con so sánh giữa con Model 14 và con Model 15. Thì câu trả lời của mình ấy là hai con đấy đều có chung chip, đều có chung RAM, khác về màn hình, nhưng mà mọi thứ nói chung là gần như giống nhau hết. Cái sự khác biệt của nó ấy, đó chính là cái kích cỡ thôi. Cái con 15 thì nó sẽ rộng hơn, nó sẽ lớn hơn, thì nó sẽ có nhiều diện tích để anh em có thể tản nhiệt hơn, nhiều dung tích tản nhiệt hơn, được màn hình to hơn, bàn phím ok hơn, tức là nhiều vị trí để tay để tùng hơn. Còn con 14 thì sẽ như nào? Nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ gọn hơn, nó sẽ đen đi lại hơn, nó sẽ dày hơn, nó sẽ đặc hơn, tức là nó sẽ cứng cáp hơn và sẽ hợp lý hơn với những anh em nào mà không có nhu cầu quả màn hình quá to. Thế nên là nó đều dựa vào cái nhu cầu nhá. Còn hiệu năng của hai em này thì có thể nói là gần như bằng nhau hết rồi, bởi vì là cái đều là chung chip các thứ kiểu mà. Đấy nhá. Rồi, và đó là 7 câu hỏi của Q&A số 27 chúng ta. Cảm ơn anh em đã xem video này, và nếu anh em muốn hỏi cái gì thì đặt ở dưới bình luận anh em nhé.